Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ về kim loại tấm nhé. Mình sẽ sketch 2D trước nha các bạn ơi. Các bạn chịu khó theo dõi nhé. Ok. Mình tạo tấm kim loại cơ sở nha. Ok, lúc cơ sở thì mình sẽ xe lại nha. Bài này có sử dụng đúng có một lệnh thôi các bạn ơi, lệnh sketch pen nhé. Chỉ có theo dõi nha. Cái chi tiết này mình vẽ mình cũng phải mày mò cũng cả nửa buổi các bạn. Mình sẽ vẽ 2D nha các bạn ơi. Sketch 2D này. Đó, sau khi bạn đã sketch 2D xong thì mình lệnh add plan này. Ok. Đó. Kích chọn vô sẽ gấp khúc lại cho các bạn ha. Rồi đó. Ok nha. Đó, gấp khúc lại cho các bạn nha. Ok. Nếu các bạn thấy kênh YouTube của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Làm những cái video hướng dẫn này cũng khá là vất vả nha các bạn. Nói chung thì mình cũng phải lên mạng mình tìm mẫu và mình về mình mò mình vẽ nha các bạn ha. Có những cái sản phẩm mà mình phải tham khảo những cái nguồn ngoài mới hiểu nha các bạn ha. Có những cái mẫu mình khả năng vẽ của mình thì nó không có được cao lắm, mình muốn chỉ là chia sẻ những gì mình biết cho các bạn thôi ha. Thật ra là có những video mà mình vẽ cũng khá là hơi vụng về, mong các bạn thông cảm và bỏ qua giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu thấy kênh của mình hay và bổ ích thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Đó, bài tập này rất là dễ ha, chỉ có xoay quanh lệnh sketch pen nha các bạn. Ok, đó các bạn chịu khó theo dõi nhé. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu về số liệu cuộc, đây là một những cái dạng bài tập cực cơ bản ha các bạn ha. Ok nhé, nó cứ như vậy thôi. Đó là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần sketch pen đó, rút vào rất là nhiều lệnh. Cũng không biết cái này để làm cái gì nha các bạn. Mình thấy cái mẫu trên này thấy nó khá lý thú mà mình vẽ cho các bạn, chia sẻ kiến thức cho các bạn nha các bạn ơi. Ok, sau khi đã vẽ xong mình điều chỉnh một số cái thông số ở đây này. À, vẽ thêm một đường nữa nhé. À, điều chỉnh thông số nhé các bạn, điều chỉnh thông số này. Tại mình vẽ có khi nó bị trục chặt nha các bạn thông cảm nhé. Ok ha. Rồi đó. Theo cái bước chúng ta sẽ cắt cho nó thành một cái đường, một cái phần thẳng luôn nha. Cho mình cái hình sketch cho nó nè. Mình sẽ cắt cái này đi, lúc mà mình cắt nó hay bó lỗi lắm, mình không hiểu vì sao nữa. Nên mình vẽ nhiều lúc mình vẽ trên cái máy mình vẽ thử thì nó lại được, nên lúc mình vào vẽ mình quay video nó lại bó lỗi, nên mình cũng không hiểu nguyên nhân nữa. Mà làm cái video này cũng khá là tốn công các bạn. Ok. Khi chúng ta đã cắt bỏ xong, chúng ta sẽ có được cái hình dạng như vậy các bạn. Rồi đó, ta thêm một số cái họa tiết bo tròn luôn cho anh cho nó nha các bạn ha. Rồi, ok ha. Mình sẽ sketch 2D đây, sau đó mình dùng lệnh van ha. Lệnh van mình sẽ cắt cho nó. Rồi ok, sketch nó ra nhé. Rồi ok, giờ mình sẽ dùng lệnh van để mình van cho nó nè. Rồi ok. Đó là tạo mấy cái giống như là thông gió đó các bạn. Rồi chọn gân này, tròn cái đường gân nha các bạn. Ok. Ok, rồi mình sẽ tạo thêm mấy cái lỗ ở đây nha các bạn. Rồi đó, thêm mấy cái lỗ ở đây nữa là xong. Sketch 2D này, nhập kích thước số liệu vào cho nó đó. Ok, chúng ta phải xong như hình dạng chút nhé, cắt bỏ vật liệu này nè. Rồi ok ha. Đó, xong đó các bạn ơi. Bạn nào thích thì các bạn trải nó ra, các bạn xem cũng được nha các bạn. Đó, trải ra các bạn theo dõi nhé. Ok ha, cảm ơn các bạn ở đây nhé.